Vị tổng giám đốc công ty trị giá hàng trăm tỷ lại không hích ăn những món sơn hào hải vị, nhưng ngày nào cũng ra lề phố ăn xiên bẩn, chỉ vì xiên bẩn mang theo hương vị của mẹ. Hóa ra dì chủ quán là mẹ của tổng giám đốc. Số tiền cho chuyến du lịch năm đó của tổng giám đốc là số tiền mẹ anh bán xiên bẩn mới có được. Tổng giám đốc cũng không làm mẹ anh thất vọng. Một thời gian sau anh trở lại Trung Quốc, anh đã trở thành người đàn ông giàu có nhất thành phố. Tổng giám đốc muốn giúp đỡ mẹ trong công việc, không ngờ anh lại làm ảnh hưởng tới việc kinh doanh của mẹ bị. Mẹ anh nói, nếu có thời gian rảnh tại sao không tìm người kết hôn càng sớm càng tốt. Độc thân lâu năm như vậy, chưa từng nắm tay con gái dù chỉ một lần, bởi vì không muốn nghe mẹ nhắc về cuộc hôn nhân của mình nữa. Tổng giám đốc đã biến mất trong nháy mắt. Không lâu sau đó khi anh rời đi, có một cô gái từng bị mất trí nhớ đã đến gian hàng. Mẹ anh nhìn cô thật kỹ, liền phát hiện ra cô gái này trước đây chính là người đã giúp mình làm việc. Lúc rảnh rỗi cô còn giúp con trai bà làm bài tập về nhà. Bà thấy cô gái có vẻ không vui, bà liền lo lắng hỏi có chuyện gì xảy ra không. Cô gái tâm sự với bà, để có tiền kết hôn cho anh trai gia đình cô đã ép cô cưới một ông chú trung niên mập mạp. Để không phải chịu sự ép buộc của cha mẹ, cô gái đã lén dọn đồ rồi bỏ nhà ra đi. Cô muốn kết hôn với mối tình đầu của mình, không ngờ tới tên cặn bã này đã ở bên bạn thân cô từ lâu, chỉ vì ba của bạn thân cô là giám đốc cấp cao trong công ty, có thể nâng đỡ tên cặn bã đó trong công việc. Bà nhìn cô gái không đau lòng mà an ủi, cô gái chắc chắn sẽ tìm được một người đàn ông tốt che chở cho cô suốt đời. Đột nhiên bà nhớ ra, con trai bà từ khi sinh ra đã độc thân hơn 30 năm, ngay lập tức bà nói sẽ giới thiệu con trai bà cho cô ái. Không lâu sau, tổng giám đốc lại tới tiệm bằng xe đạp. Có chuyện gì vậy, sao con lại tới đây, mẹ không cần con giúp mẹ sao? Ha 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 ha, con không muốn ăn mặc quá khoa trương, con làm ta cười chết mất. Mẹ gọi con đến vì mẹ muốn giới thiệu cho con một người con gái cực kỳ tốt, con nói chuyện với con bé đi, mẹ đi làm đồ cho khách. Gia đình anh có ép anh phải kết hôn không? Có mẹ tôi. Vậy thì tốt, anh cảm thấy sao nếu cưới em? Xin lỗi vì em hỏi đột ngột quá. Em xin lỗi, cô gái quá thẳng thắn khiến tổng giám đốc lầm tưởng cô là một cô gái ham tiền và thèm muốn quyền lực của anh, nên chắc chắn mẹ anh đã bị vẻ ngoài ngây thơ của con ta đánh lừa. Không ngờ cô gái lại nói rằng cô không muốn của hồi môn hay bất cứ tài sản nào. Cô nói mình đã tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, có 2 bằng đại học, công việc cũng rất ổn định, có thể tự nuôi sống bản thân. Khi có thời gian tôi còn có thể giúp mẹ anh bán xiên bẩn. Sau khi nghe cô gái nói, tổng giám đốc hỏi cô gái liệu cô có biết về hoàn cảnh của mình không. Cô gái nhanh chóng bày tỏ mình không hề bận tâm gia cảnh của anh, mặc dù tổng giám đốc bán xiên bẩn, nhưng cô ấy cũng không phải là hạng người khinh thường người khác. Tổng giám đốc bây giờ mới chắc chắn, cô gái hoàn toàn không biết danh tính của mình, nhưng anh ấy vẫn nghi ngờ. Dưới ánh mắt của anh ấy, cô gái cuối cùng cũng tiết lộ lý do cô nóng lòng muốn lấy chồng. Để có tiền cho anh trai cưới vợ. Cha mẹ cô đã buộc cô phải kết hôn với một người đàn ông 60 tuổi. Nghe chuyện đó, tổng giám đốc cảm thấy cô gái trước mặt rất đáng thương. Nhìn anh ấy vẫn không nói một lời, cô gái đành nghiến răng nói sẽ trả anh 200.000 tệ. Nhìn cô chân thành thế này, tổng giám đốc liền trực tiếp hỏi xem cô có mang căn cước theo không. Mọi chuyện đã xong xuôi, hai người mới quen nhau 10 phút đã nhanh chóng đăng ký kết hôn. Sau khi cô tạm biệt tổng giám đốc, cô gái nhận được cuộc gọi từ mẹ. Hóa ra là cha mẹ cô phát hiện căn cước công dân của cô đã mất. Cô gái vội vã về nhà, nói thẳng với bố mẹ bạn rằng cô đã kết hôn, để họ không ép buộc nữa. Cha mẹ nghe tin con gái tự ý lấy một người bán hàng rong, cha mẹ cô đã rất tức giận, bắt cô ấy ly hôn ngay lập tức. Cô gái kiên quyết không đồng ý, liền bị người cha độc ác nhốt vào trong phòng, ép buộc cô phải kết hôn. Họ gọi cho ông già 60 tuổi kia, muốn dùng thủ đoạn gạo nấu thành cơm. Cô gái nghe thấy chuyện đó, nhanh chóng nhắn tin cho chồng mình để được giúp đỡ, nhưng vào thời điểm quan trọng điện thoại lại hết pin. Tôi phải làm gì bây giờ? Giúp tôi. Xin chào, số điện thoại này không liên lạc được. Kiên Kiên. Kiên Kiên, có chuyện gì vậy tổng giám đốc? Mau tìm địa chỉ của cô gái này cho tôi. Mở cửa nhanh lên, có lẽ anh Tiêu đã đến rồi. Được được. Cậu là ai? Xin chào, tôi là... Chào gì? Tôi là Lục Bắc Hoài, chồng của cô Nam. Đây là chút thành ý của tôi. Là cậu sao? Tôi đang muốn tìm cậu. Cậu lại có gan để tới đây. Đừng nghĩ rằng cậu đến đây với bộ trang phục sang trọng thì có thể giả bộ giàu có để lừa chúng tôi. Cậu chỉ là anh chàng nghèo bán lẩu cay ven đường mà thôi. Cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Ly hôn với con gái tôi ngay lập tức. Tổng giám đốc bán lẩu cay. Có sự hiểu lầm nào không? Tôi không nói với hai người nữa. Cô ấy đâu? Tôi muốn đưa cô ấy đi. Mau ra ngoài cho tôi. Lục Bắc Hoài cứu tôi với.
Kiên Kiên gọi bác sĩ. Vâng. Đây là đâu? Cô tỉnh rồi. Bác sĩ nói cô bị sốt, cô nên ăn gì trước đi? Đây là đâu? Ừ, đây là của chúng ta. Phòng tân hôn, cái gì? Giá thuê là bao nhiêu? Trời ơi! Là lỗi của tôi đã quên nói với anh. Mặc dù tôi kiếm được hơn 10.000 một tháng, nhưng hầu hết tiền của tôi đều đưa cho bố mẹ tôi không có khoản tiết kiệm nào cả. Tôi không đủ tiền thuê một ngôi nhà lớn như vậy. Hay là chúng ta tìm nơi ở khác? Cô đã nói xong chưa? Xong rồi thì hãy vào trong và nghỉ ngơi thật tốt, không cần cô phải trả tiền. Tôi cũng không phải thuê của ai, đây là nhà bạn tôi. Ồ, vậy để sáng mai chúng ta sẽ rời đi nhé, không cần phải lo lắng về những điều này, cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước đã nhé. Cẩn thận. Cảm ơn. Ừm, nghỉ ngơi tốt nhé. Tôi sẽ ngủ ở phòng bên cạnh. Ồ. Để hiểu rõ cô vợ mới cưới này, ngày hôm sau, Tổng Giám đốc đã yêu cầu trợ lý điều tra tất cả thông tin về cô gái. Gia đình không có điều kiện, cha mẹ thường thiên vị con trai hơn con gái, chuẩn bị gả cô cho một người đàn ông tên Giang Đại Sơn, đổi lấy một số tiền lớn cùng với hai căn nhà. Thế nên phu nhân mới nóng lòng muốn lấy chồng để tránh Giang Đại Sơn. Phu nhân có mối quan hệ với bạn trai cũ là Trung Chỉ, vốn dĩ hai người đã định kết hôn, nhưng anh ta lại ngoại tình với cô gái giàu có và bỏ rơi cô ấy. Hơn nữa người phụ nữ đó vẫn là người bạn thân nhất của phu nhân và ba người họ hiện tại đang làm cùng một công ty. Họ làm công ty nào? Phong Khỏa. Chết rồi, trễ mất rồi. Xin lỗi tôi tới trễ. Tôi coi trọng cô Nam như vậy lại không ngờ. Trong buổi họp quan trọng cô lại tới trễ. Nam Mộc Lan, sao cô còn không nhanh xin lỗi đi? Xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi. Sáng nay tôi đã dậy quá muộn. Tôi qua cô Nam. Có lẽ cô ấy phải làm việc bán thời gian. Dù sao thì cô ấy cũng đang thiếu tiền. Ừ, công ty của anh sao lại có loại người này? Chúng ta cần xem xét lại hợp đồng. Xin lỗi, tôi sẽ sa thải cô ấy ngay lập tức. Giám đốc. Tổng giám đốc nói sẽ đích thân xử lý hợp đồng này. Nhưng cần phải có Nam Mộc Lan tham gia dự án với vai trò giám sát. Đợi một chút. Tôi xin lỗi vì vừa nãy đã hơi quá lời với cô Nam. Thành thật xin lỗi cô. Sắp tới cô ấy sẽ là người đảm nhận dự án này. Ừm. Được. Anh nói cái gì? Im đi, cuộc họp về dự án của chúng tôi. Không cần những người không liên quan tham gia. Mong các người hãy biết thân biết phận. Dự án này cô Nam sẽ đảm nhận với anh Lục. Tổng giám đốc của chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với cô sau. Đây là danh thiếp của anh ấy. Lục Bắc Hoài. Cô biết ông chủ của chúng tôi? Không biết. Cùng tên nhưng khác số phận. Vậy thì tôi có thể yên tâm rồi. Ừm. Ý tôi là, nếu cô không biết, thì cô sẽ không bị áp lực tâm lý. Nếu chúng tôi thực sự biết nhau, trước tiên tôi sẽ lợi dụng chức vụ của hắn để cho kẻ xấu xa như ông bị sa thải. Thế nào, sao lại đứng canh ở đây? Công ty sẽ không trả thêm lương cho người đứng canh đâu. Cô Nam, sao cô lại độc miệng đến vậy? Chính ca ca, đây là bộ mặt thật của cô ấy. Vâng, đây là bộ mặt thật của tôi. Vì thế tốt nhất hai người đừng nên biết thân biết phận. Nếu không thì tôi không ngại ở trong công ty cho mọi người biết bộ mặt thật của các người. Rô. Sao lại có mùi gì thế này? À, đó là mùi trên cơ thể cô phải không? Cô. Đó là mùi lẩu cay rẻ tiền trên người cô.
kết hôn với một người. Bán lẩu cay cô nghỉ việc cũng được mà. Ít nhất thì cô chỉ cần phụ giúp bán hàng chứ không phải vất vả làm việc mỗi ngày. Chẳng nhẽ nếu cô lấy chồng cô cũng sẽ nghỉ việc để phụ giúp gia đình chồng sao? Cô thử vào chạm vào tôi xem. Nam Mộc Lan, cô đừng có mà sớm đắc ý. Tôi có lòng tốt khuyên bảo cô. Để cô sống dễ dàng hơn thì không chịu. Cô có ý gì? Để tôi nói cho cô biết. Tổng giám đốc điều hành của Lục Thị đã quyết định tự mình xử lý hợp đồng này. Anh ta nổi tiếng là khó đàm phán. Để tôi xem lần này cô làm thế nào. Nam Mộc Lan, tôi không hiểu sao cô lại cưới loại người đó. Dù sao thì cô cũng đã tốt nghiệp từ một trường danh tiếng. Ít nhất thì người tôi kết hôn là một người ngay thẳng. Tính cách của anh tốt hơn anh gấp vạn lần. À còn nữa, anh ấy trông cũng đẹp hơn anh gấp ngàn lần. Thôi đừng nói nhảm với cô ta nữa. Chiều nay Tổng Giám đốc Lục Thị sẽ tới. Cứ chờ xem. Chiều nay là thời điểm thích hợp để anh đến gây rắc rối. Ôi trời ơi, phải lấy lại công bằng cho gia đình tôi. Nam Mộc Lan, mày là đứa con bất hiếu. Mau ra đây. Mày dám bỏ nhà ra đi. Rồi kết hôn với một thằng bán hàng rong từ mặt bố mẹ mày. Mày không coi bố mẹ mày ra gì nữa à? Đồ bất hiếu. Em gái em thực sự quá đáng lắm rồi. Chuyện gì đã xảy ra thế? Đây là người nhà của ai? Sao lại tới đây gây rắc rối? Muốn làm loạn ở công ty à? Nam Mộc Lan, những ngày tốt đẹp của cô sắp biến mất rồi. Các người là ai? Bảo vệ mau đuổi họ ra ngoài cho tôi. Nam Mộc Lan, sao mày không ra mặt? Đồ không có lương tâm. Mày không muốn ba mẹ mày sống nữa phải không? Giám đốc, có chuyện gì xảy ra vậy? Nam Mộc Lan, cô đang làm gì ở đây vậy? Còn đứng đó làm gì? Mau giải quyết đống rắc rối này cho tôi. Nói cho cô biết, nếu người của Lục Thị biết được chuyện này, hợp đồng của chúng ta sẽ bị biến mất. Nếu các người vẫn coi tôi là con gái, mau trở về đi cho tôi. Mấy người nghe gì chưa? Mày đang đe dọa bố mẹ mày phải không? Nói cho các người biết, chúng tôi đã phải làm việc chăm chỉ để nó được đến trường. Anh trai nó ở nhà vì để dành tiền cho nó đi học. Thế mà nó vì một người đàn ông xa lạ mà cắt đứt quan hệ với gia đình. Không thể tin được chuyện Niat, cô Nam đúng là bất hiếu. Cô ấy vốn làm việc rất chăm chỉ, quả nhiên không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Yêu mù quáng, cô ấy vì tình yêu mà bỏ mặc gia đình mình. Được rồi, rốt cuộc các người muốn gì? Về nhà với chúng ta. Mày với nó ly hôn đi. Rồi sao nữa? Bố mẹ làm chuyện này cũng chỉ muốn tốt cho con. Vì muốn tốt cho con, mẹ nói mẹ đã làm việc chăm để kiếm tiền cho con đi học. Nhưng học phí đại học của con là do bà con và con gom từng cái sắt vụn để bán. Mẹ nói anh trai bỏ học vì con. Nhưng anh ấy phải bỏ học không phải là vì thành tích học tập của anh ấy quá kém sao? Rất nhiều người ở trường đều biết chuyện anh ấy nợ môn. Đừng có nói vớ vẩn. Mày im đi, còn dám nói linh tinh ở đây nữa. Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Đúng, gia đình cô ấy rất yêu thương cô ấy, chắc chắn có sự hiểu lầm. Đúng rồi, con bé này rất hay nói dối. Là bố mẹ của nó, chúng tôi hiểu rất rõ. Con nói dối sao vậy? Việc ba mẹ ép con phải ly hôn để cưới một người đàn ông 60 tuổi. Lấy tiền vào căn nhà cho anh trai cưới vợ. Các người còn dám nói là lo cho tôi. Không phải chứ Mộc Lan, tại sao cô lại dám vu khống cho ba mẹ chỉ vì không muốn ly hôn? Em gái, anh rất thấy vọng về em đó. Những điều cô ấy nói là sự thật, nếu không tin, các người chỉ cần đến đồn công an để xác nhận là sẽ biết. Lại là câu tôi nghĩ, hay là ba người cũng muốn đến đồn cảnh sát điều tra? Chúng tôi vẫn còn việc phải làm, chuyện hôm nay coi như bỏ qua. Mộc Lan, mày đợi đó, ngày hôm sau tao sẽ giải quyết chuyện này với mày. Hóa ra là nói dối. Cảm ơn. Cô không cần phải cảm ơn, vì đây là việc ông chủ tôi yêu cầu tôi làm mà. Ông chủ. Xin chào mọi người, tôi là Kiên Kiên, thư ký của Tổng Giám đốc Lục. Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần nhé, Tổng Giám đốc sẽ đến ngay thôi.
Xin chào anh Tổng Giám đốc Lục. Chuyện gì đã xảy ra thế? Chẳng lẽ anh Lục lại có tình cảm với con nhỏ này? Tại sao Tổng Giám đốc Lục lại tới gần cô ta? Chào anh, tôi là Nam Mộc Lan, công ty Phong Hoa. Là ai đánh cô? Ai đánh? Cái này hình như vừa tôi vô tình đụng vào cô ấy, tôi có hỏi anh không? Đúng, đúng là vô tình. Đúng rồi, vừa nãy tôi vô tình nên khiến cô ấy bị thương. Nếu bị thương trong công việc, cô ấy sẽ được công ty trả thêm tiền trợ cấp. Tôi nghe nói công ty của anh vẫn còn hai người tài năng. Đúng, công ty của chúng tôi. Nguồn nhân tài thực sự là khá dồi dào, đúng không? Yến Hòa. Giang Vạn Tâm. Được rồi, xuống đây chào hỏi đi. Ý anh ấy là sao cơ? Chắc là ba em đã nhờ anh Lục, mong anh ấy quan tâm nâng đỡ chúng ta. Vậy sao anh ấy lại lắc đầu? Lắc đầu thì sao chứ? Những ngày tốt đẹp của chúng ta sắp tới rồi. Nhưng Nam Mộc Lan đó, cô ta là người phụ nữ đã có gia đình, sao dám cặp kè với anh Lục ở công ty chứ? Trước đây là anh bị mù, sao lại có thể hẹn hò với một người phụ nữ phóng túng như vậy? Hừ, vậy thì em sẽ vạch trần bộ mặt cô ta ngay bây giờ. Xin lỗi, tôi có vài lời muốn nói riêng với cô Nam. Tại sao anh lại giấu tôi chuyện này? Ai đã tát vào mặt cô? Nói cho tôi biết, dù sao vợ của Lục Bắc Hoài này không đến lượt người khác bắt nạt. Anh vẫn chưa nói cho tôi. Xin mọi NGUOI chờ ở ngoài này, không được phép vào bây giờ. Tôi có chuyện rất quan trọng muốn báo cáo với anh Lục. Tôi e là cô chưa đủ tư cách. Anh có phải là thư ký riêng của anh ấy không? Tôi thường nghe bố tôi nhắc đến anh, nói rằng anh rất có năng lực. Bố của cô? Phải, bố tôi là Giang Yến, phó giám đốc bộ phận thiết kế của tập đoàn Lục Thị. Ồ, hóa ra phó giám đốc Giang chính là bố của cô. Vâng, nên chắc chắn tôi sẽ không làm hại anh Lục. Tôi thực sự có chuyện quan trọng cần báo cáo, sợ sau này muộn mất, nên giờ tôi phải nói với anh Lục thông tin này. Cứ như vậy phó giám đốc Giang nhất định sẽ bị liên lụy. Ừ, cô cứ nói trước cho tôi, để tôi xem xét có nên nói với tổng giám đốc hay không. Anh muốn moi thông tin hữu ích từ tôi hay sao? Nam Mộc Lan. Nam Mộc Lan, sao cô dám dụ dỗ Lục tổng? Sao nào, cô có ý kiến gì? Tôi là người chủ động. Có vẻ như cô không hài lòng với tôi. Không phải đâu tổng giám đốc Lục, anh không biết cô Nam là người phụ nữ đã có gia đình sao? Cô ấy đã kết hôn rồi, chồng cô ấy là người bán lẩu cay, cô ta là người khinh người nghèo và muốn bám người giàu. Muốn lợi dụng anh để trèo cao. Ra khỏi đây. Cô có nghe thấy không? Bảo cô ra ngoài đó. Người ra khỏi đây là cô. Tôi không muốn nói lại lần thứ hai. Lục tổng, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Chắc chắn anh đã bị cô ta lừa rồi. Lục tổng, những gì Vạn Tâm nói đều là sự thật. Người này là người phụ nữ có thể làm mọi việc vì tiền. Tôi cũng đã từng bị lừa. Im đi. Anh còn dám nói thêm một lời nữa, tôi sẽ làm cho danh tiếng của anh ở Giang Thành bị hủy hoại, không còn chỗ đứng. Sau này đừng chọn mấy người nhân cách rác rưởi làm bạn nữa, cảm ơn. Đây là trách nhiệm của tôi. Bây giờ chúng ta nói về công VIEC.
Tôi nghĩ việc cô làm ở lại công ty này là không phù hợp. Bởi vì chồng tôi là ông chủ giàu có nhất Giang Thành sao? Tôi là vì bạn trai cũ của cô đang làm ở công ty này. Tôi sẽ tránh tiếp xúc với anh ta. Tất nhiên là tôi tin em. Nhưng vợ tôi đẹp thế này, tôi sợ những người khác trong công ty sẽ có tình cảm với em. Về nhà chúng ta nói chuyện này sau đi, trước tiên phải xem xét hợp đồng hợp tác. Chuyện gì đã xảy ra thế? Làm sao em biết? Tại sao Tổng Giám đốc Lục lại bênh vực cô ta? Vạn Tâm Anh nên làm gì bây giờ? Nếu cô ấy và Lục Tổng là thật, sợ rằng Mộc Lan sẽ nói với Lục Tổng chuyện chúng ta, chắc đó chỉ là hứng thú tạm thời. Hơn nữa chuyện này, chồng của Nam Mộc Lan liệu có thể chịu đựng khi được cắm cặp sừng lớn như vậy không? Ý em là... Cô Giang vừa gọi điện. Làm gì cho chúng ta tiền sao? Cô ta muốn biết địa chỉ chồng của con bé Nam Mộc Lan. Bà nói thế nào, tôi cũng không biết. Con nhỏ bất hiếu đó đã đủ lông đủ cánh rồi. Dám đối đầu với chúng ta. Tôi sợ nó không cho biết đâu. Bây giờ nên làm gì? Xem ra tôi phải về quê để đón bà già lên. Mẹ của ông là một bà già ngốc nghếch, luôn bảo vệ đứa con gái chết tiệt đó. Cháu trai thì không bao giờ quan trọng bằng nó, vậy mẹ còn cách nào khác không? Quyết định vậy đi, hôm nay tôi sẽ về quê đón mẹ tôi. Hợp tác vui vẻ. Hai ngày sau, là ngày kỷ niệm thành lập công ty Lục Thị, anh nhất định phải đi, nhất định phải đi đó. Em có muốn tôi chờ em tới khi tan làm không? Tất nhiên là được Mộc Lan, cô có thể nghỉ làm ngay bây giờ. Xin lỗi Lục Tổng, chúng ta không quen nhau. Nam Mộc Lan này thật sự muốn bay lên cành biến thành phượng sao? Nam Mộc Lan này đúng là ngu ngốc. Sao cô dám quyến rũ anh ấy? Được, vậy tôi sẽ đi trước. Có vẻ phu nhân không muốn công khai mối quan hệ của mình. Anh cũng để ý kỹ thật. Hay là anh đến phòng tài chính kiểm tra lại ngân sách đi. Nhưng hôm nay, tất cả các ngân sách trong hôm nay phải được hoàn thành. Nếu không anh sẽ không được nghỉ làm. Ba thư mời dự lễ kỷ niệm tập đoàn Lục Thị. Ba có thể lấy cho con một cái được không? Được rồi. Nam Mộc Lan, tôi có thể lấy bất cứ thứ gì mà tôi muốn. Cô chỉ có một người chồng bán hàng rong. Cô không có quyền lực. Cô lấy gì mà đấu lại với tôi? Mẹ thực sự không cần đâu. Bác Hoài đã nói với mẹ, chuyện hai đứa kết hôn sẽ được công bố tại lễ kỷ niệm tập đoàn Lục Thị. Là con dâu của tập đoàn Lục Thị thì con, tất nhiên phải mặc trang phục sang trọng. Phu nhân cuối cùng bà cũng tới rồi. Đây là con dâu của tôi. Thiếu phu nhân xin chào cô. Hôm nay chúng tôi đã chuẩn bị cho bà 10 bộ trang phục. 5 bộ cao cấp nhất, ô đúng rồi. Thưa bà, ngôi sao kim cương mà bà đặt lần trước đã về rồi, thật vậy sao? Chúng ta đi xem thử nó đi. Mộc Lan, con cứ ở đây xem quần áo trước đi. Ô thật là đẹp. Không giấu gì cô cả. Tôi định tặng ngôi sao kim cương này cho con dâu. Đó là lý do tại sao con bé không được vào dây. Hôm sau tôi sẽ cho con bé một bất ngờ. Phu nhân đúng là một người mẹ chồng tốt, có thể sẵn sàng từ bỏ món trang sức trị giá 50 triệu nhân dân tệ tặng cho con dâu. Này này cô ơi, cô có phải là khách hàng quan trọng của người quản lý của chúng tôi? Không phải đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Vậy thì bạn là trợ lý của cô ấy. Thưa cô, có thể cô không đủ tiền mua những thứ trong cửa hàng của chúng tôi. Cô nên đến xem ở những nơi khác. Làm sao cô biết tôi không đủ khả năng mua? Bởi vì dáng vẻ nghèo hèn của cô không thể che giấu được chút nào.
Nam Mộc Lan không ngờ cô lại dám đến một nơi như thế này. Giang tiểu thư, cô đến rồi. Phải, tôi đến rồi. Ở đây là nơi của những người trong giới thượng lưu, chứ không phải là loại giả vàng như cô. Tiêu thư, cô biết cô ấy sao? Tất nhiên là tôi biết. Chồng cô lại là người bán lẩu cay. Cô ta sẽ không đủ khả năng chi trả bất cứ thứ gì ở đây, vậy nên không cần lãng phí thời gian với cô ta. Vâng, đúng như vậy. Cô ấy trông rất kém sang, làm sao tôi có thể so sánh với cô được? Giang tiểu thư, nhân viên nơi cao cấp như thế này sao lại dám hùa vào nói xấu khách hàng? Nơi khinh người như chỗ này tôi cũng không muốn ở nữa. Cô đang làm gì vậy? Sao cô lại rời đi vội vàng như thế? Có lẽ nào cô ta đã lấy trộm thứ gì đó trong cửa hàng. Suy cho cùng, mọi thứ ở đây đều có nhiều giá trị. Cô nghĩ rằng mọi người đều giống bạn sao? Người như cô, độc mồm độc miệng. Người phụ nữ này, xin cô hãy cho chúng tôi kiểm tra, để tránh sẽ có sự nghi ngờ. Cô muốn kiểm tra bằng cách nào? Tất nhiên là tôi sẽ cởi hết quần áo của cô, kiểm tra nó một cách cẩn thận. Cô cũng nghĩ vậy sao? Thưa cô, xin đừng làm chúng tôi khó xử. Cô có nghe thấy cô ấy nói gì không? Cởi đồ ra nhanh lên. Tốt nhất là cô nên gọi thêm hai người nữa vào kiểm tra, không chừng cô ta giấu kỹ. Nếu tôi nói không thì sao? Thế thì tôi đành phải tự mình làm việc đó. Nào, lại đây và cởi quần áo của cô ta cho tôi. Nhanh lên. Xem ai dám. Các người đang làm cái gì vậy? Chúng tôi đang bắt trộm. Cô Nam không thể là kẻ trộm. Cô ta đã lấy trộm thứ gì đó, chính mắt tôi đã nhìn thấy nó, tận mắt tôi đã thấy cô ta trộm đồ. Cô có bằng chứng gì không? Phu nhân này, bà biết cô ta không? Tôi thấy bà là người có tiền. Nhưng có biết chồng cô ta chỉ là người bán lẩu cay, và cô ta đang cặp kè với ba người, muốn dựa vào đàn ông để trèo cao. Hôm nay cô ta trộm đồ ở đây. Cô đừng nói nhảm. Cô có chắc là nhìn thấy tôi trộm đồ không? Phu nhân bà thấy chưa, cô ta còn mạnh miệng không thừa nhận mình là kẻ trộm. Quản lý Lâm, đóng toàn bộ cửa hàng lại. Tôi phải giải quyết một số vấn đề cá nhân. Bà làm cái gì vậy? À, tôi nói cho cô biết. Con bé này, không chỉ là tôi biết nó, mà nó còn là con dâu của tôi. Cô xúc phạm nó hết lần này đến lần khác. Nếu ba mẹ cô không biết dạy thì để tôi dạy. Không phải nhà chồng cô ta bán lẩu cay sao? Sao nào, cô có ý kiến gì không? Các người có nghe thấy gì không? Hai người bọn họ đều là kẻ lừa đảo, họ không thể chi tiền ở đây. Sao các người không nhanh chóng đuổi bọn họ ra ngoài? Tôi sợ tôi sẽ làm cô thất vọng đó. Nếu hôm nay cô không xin lỗi anh Mộc Lan, cô đừng mơ có thể rời khỏi cửa hàng này. Nhanh lên nào. Ai là người phải ra khỏi đây? Tôi là thành viên vàng của cửa hàng này đó. Giang tiểu thư, chuyện này chúng tôi không thể nghe theo cô được. Nhân viên Thẩm, cô bị sa thải. Cái gì? Tôi nói cô đã bị sa thải. Đừng hỏi tại sao, hãy đến phòng nhân sự để thanh toán lương ngay bây giờ. Các người sao lại bênh vực những kẻ nói dối? Bây giờ cô có thể xin lỗi được chưa? Nếu không tôi sẽ làm lại chuyện vừa rồi. Chết tiệt, bà ta không để yên cho mình đi. Nam Mộc Lan, tôi xin lỗi. Cái gì, âm thanh nhỏ quá tôi không nghe rõ. Xin lỗi? Vẫn chưa nghe thấy. Xin lỗi. Từ nay hãy tránh xa tôi ra. Quản lý, để quý cô này mang những đồ cô ấy chọn đi. Con dâu tôi sẽ trả phần còn lại. Lấy tất cả. Sao cô lại có ý kiến gì? Đồ đạc trong cửa hàng này có giá hàng trăm triệu. Không biết trời cao đất dày. Cảm ơn. Cảm ơn cô vì đã giúp chúng tôi phân loại rác. Quản lý Lâm, cô giúp chúng tôi mang đống đồ này về nhà. Về nhà thì chúng tôi sẽ thử lại đồ. Tôi đã hẹn gặp với nhà tạo mẫu rồi. Cảm ơn phu nhân. Lẩu cay lần trước bà cho tôi, nó thực sự rất ngon. Được, lần sau tôi sẽ mang cho cô thêm nữa. Thế thì tốt quá. Hóa ra cô ta cũng chỉ là bạn của quản lý. Ngay cả địa điểm cũng được đặt trước, ra ngoài mà không mang theo gì.
Con mụ già, dám làm tôi xấu hổ. Mẹ, mẹ mẹ không sao chứ mẹ? Anh có thể đưa mẹ tôi đến bệnh viện không? Giang Vạn Tâm cô điên rồi, cô có biết là cô suýt giết chết người không? Không chết được đâu, cùng lắm thì bà ta sẽ bị què quặt thôi. Cô muốn làm gì? Cô có biết cô đang làm gì không? Cô định giết người hả? Vậy thì sao chứ? Cùng lắm tôi sẽ thanh toán cho cô tiền viện phí. 5.000 có đủ không? Bằng số tiền gia đình cô bán lẩu cay một tháng. Cô đúng là không còn thuốc chữa nữa rồi. Cô bỏ tôi ra. Không được, để tôi đợi xe đến và đẩy cô ra ngoài đường. Cô đang làm gì thế? Nếu cô có việc gì, tôi sẽ thanh toán tiền viện phí. Nếu mẹ chồng cô có tàn tật, tôi sẽ giúp cô tìm một bảo mẫu. Nếu cô có bị tử vong, tôi đảm bảo sẽ cho cô một mảnh đất tốt nhất. Tôi đảm bảo phong cảnh của Hoking, một đám tang thật long trọng. Mộc Lan, em hãy bình tĩnh. Vạn Tâm, cô ấy không có cố ý. Nếu mẹ anh suýt chết, anh có thể bình tĩnh được không? Nam Mộc Lan, cô dám chạm vào tôi sao? Cô không có tiền và giả vờ giàu có. Tôi đã nghe tất cả những gì hai người vừa nói. Đừng hòng lừa đảo được ai. À, ôi vòng cổ của tôi. Đây là món quà sinh nhật mà bố tôi tặng, trị giá hàng triệu, cô phải đền cho tôi. Đừng nghĩ rằng cô bảo không biết là sẽ không cần phải chịu trách nhiệm. Nếu bây giờ cô và bà già đó chịu quỳ xuống và xin lỗi tôi, khiến cho tâm trạng tôi tốt hơn, tôi sẽ giảm giá cho cô. Đừng mơ. Có phải cô đang rất sợ hãi phải không? Cô làm gì được tôi chứ? Cô hoảng loạn cái gì? Nam Mộc Lan, cô đừng đi quá xa. Ai mới là người đi xa cô ta, thậm chí còn cố ý giết người. Tôi muốn chống trả lại thì có quá đáng không? Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ làm cho cô cảm thấy đáng sợ gấp trăm lần. A Nam Mộc Lan, Giang Vạn Tâm, cô có thấy đau khổ không? Tôi sẽ báo cảnh sát đến bắt cô, kiện chết cô, bắt cô phải trả khoản nợ này suốt đời. Alo, xin chào anh. Tôi đang ở lối vào trung tâm mua sắm Sinh Tu, mang theo vài triệu tiền mặt và vài vệ sĩ, cùng một hộp y tế. Cô lại định làm gì? Tất nhiên làm chuyện nên làm với cô. Nam Mộc Lan, cô đừng có mà được nước lấn tới. Quá đáng. Nam Mộc Lan, tôi sẽ không để cô yên đâu. Gọi cho bố tôi nhanh lên. Chết tiệt, đừng có chạm vào người tôi. Anh có mang theo tiền không? Chỗ này có đủ để mua đồ trang sức của cô không? Có đủ bù đắp cho đống đồ kia của cô không? Cô khốn nạn! Tôi có đủ tiền. Nếu cô nói một lời bẩn thỉu thì tôi sẽ đánh cô một cái cho đến khi cô không nói nên lời. Anh Kiên, làm ơn giúp tôi với. Tôi sẽ nói với ba tôi chiếu cố cho anh. Xin lỗi, tôi không biết cô. Anh. Được rồi, đừng nghe cô ta nói lời vô nghĩa nữa. Mau đưa cô ta đi. Các người thả tôi ra. Tôi không có liên quan. Đợi một chút. Cảm ơn vì đã chia tay với tôi. Nói với Giang Vạn Tâm, đừng nghĩ có tiền thì muốn làm gì cũng được. Alo bố. Con bị người ta đánh. Bố tới đây mau lên. Cái gì? Đừng khóc, bố sẽ đến với con. Vạn Tâm, sao chúng ta không bỏ qua chuyện này đi?
Nam Mộc Lan đó, người mà cô ấy kết hôn không phải là người dễ đối phó, thậm chí cô ta có thể mời trợ lý của Lục Tổng tới. Anh im đi. Mẹ chồng của cô ta chỉ là người bán lẩu cay. Về phần thư ký Kiên, anh ta chỉ là một tay sai, tôi không tin. Lục Tổng lại có thể yêu một người phụ nữ đã có gia đình. Nhưng cô ta có rất nhiều tiền. Đối với Lục Tổng số tiền đó, chỉ là hạt cát trên sa mạc. Tôi phải giúp anh Lục tránh xa cô ta. Xem liệu cô ta còn có tiền để lên mặt với chúng ta nữa hay không. Vẫn còn tức giận. Không thì tôi nhờ Hạ Nghị đánh họ một lần nữa. Không cần. Ôi, lúc này tôi đang cảm thấy rất lo lắng về tiền bạc. Tôi nghĩ chúng ta không nên hành động quá bốc đồng như vậy. Cái này là của tài sản chung của vợ chồng mình mà, hãy sử dụng nếu như em thích, và tôi còn chuẩn bị một món quà bất ngờ cho em nữa đó. Chỗ em đi làm hơi xa, không có chiếc xe nào ở nhà phù hợp với em. Tôi đã đặt cho em một chiếc xe, em thử đi rồi tôi sẽ làm thủ tục. Không phải anh đã nói rằng anh đã trả toàn bộ tiền cho chiếc xe sao? Có chút vấn đề nhỏ xảy ra thôi, nhưng đừng lo, chúng ta có thể vay mượn. Chị tôi sẽ trả cho tôi, nó khá là nhiều. Tại sao chị tôi lại ở đây? Chị! Tại sao chị lại ở đây? Từ khi cậu giúp bố mẹ đưa tôi đi chẳng còn là chị em nữa đâu. Ôi! Chị ơi! Tất cả chúng ta làm điều này vì lợi ích của chị. Là vì tốt cho tôi hay vì lợi ích của cậu? Sau đó chị nhìn. Nếu chị không nghe lời bố mẹ, giờ này chị không phải làm việc bán thời gian ở đây. Mọi thủ tục đã xong rồi. Hả? Thật hay giả vậy? Làm sao một người nghèo như anh ấy có thể mua DUEC một chiếc xe đắt tiền như vậy? Chúng ta đến Bắc Hoài nhé. Chị tặng chiếc xe này cho tôi, được thôi. Thật à? Cậu đưa tiền cho tôi cho cậu chiếc xe. Tôi. Trên đời không có bữa trưa miễn phí đâu. Muốn có xe thì phải trả tiền. Đây là chị anh à, muốn một chiếc ô tôi và xin anh tiền. Liệu sau này cô ấy còn đáng tin cậy được không? Chị, xin nhìn xem. Tớ và Lọ Lộ chuẩn bị kết hôn rồi đấy, chỉ cần cho tôi chiếc xe này, sau đó tôi sẽ mua cái khác cho Lộ Lộ. Chị thấy đấy, không phải chị thường thích đi xe buýt sao? Thật là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền. Cậu thật sự nghĩ về tôi. Tất nhiên rồi. Nếu chị không tặng chiếc xe này cho tôi, thì tôi sẽ không lấy em trai chị đâu. Vậy thì đừng kết hôn, tôi không quan tâm và đó không phải việc của tôi. Này chị, đừng đi. Cậu muốn làm gì thế? Tôi đùa với chị thôi. Này, thế này thì sao? Tặng tôi chiếc xe này, tôi sẽ nhận anh là anh rể của tôi. Trò đùa của cậu chẳng hề hài hước tí nào cả. Cô Naka. Nếu hôm nay mà không có được chiếc xe này thì đừng mơ tôi gả cho anh. Bố, con không có tiền mua ô tô. Xin lỗi nha. Hôm nay làm đã làm cho anh thành một trò đùa. Họ làm điều này với em mọi lúc. Đừng cố ăn trộm đồ của em trai cô là kẻ thua cuộc. Tiểu Thụy là cội nguồn của gia đình cố của chúng tôi. Tất cả tiền cô kiếm được sau này đều phải đưa cho em trai. Làm quen với nó rồi. Xua này tôi nhất định sẽ không để em phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Các người thật độc ác. Tôi sẽ không đồng ý đâu. Naka là con gái của hai người. Làm như vậy và việc bán cô ấy đi cũng chẳng khác gì nhau cả. Mẹ! Nếu không phải là mẹ đưa cô ấy về, chúng ta cũng không cần phải làm việc vất vả để nuôi nấng cô ấy đâu. Hơn nữa bây giờ là cơ hội để cô ấy có một nơi tốt đẹp. Những năm qua Naka đã giúp đỡ gia đình anh chị rất nhiều. Hãy nói cho cô ấy biết sự thật đi. Hãy để cô ấy tìm mẹ ruột của mình. Không được, chúng ta còn phải dựa vào cô ấy khi già. Cậu!
Tôi đã nuôi dạy cậu như thế này sao lớn hơn? Cô Giang, có chuyện gì với cô vậy? Làm sao? Ban đầu tôi đã nói cho các người thêm 2 ngày. Nhưng bây giờ, trong ngày hôm nay phải trả tiền. Nếu không trả tiền tôi sẽ khiến các người phải trả giá. Mẹ, hãy để con cầu xin mẹ. Mẹ có thể chịu đựng được cái chết mà không cứu con không? Tội nghiệp thế này. Bà nội muốn tôi về một chuyến. Ba mẹ, con thấy chị muốn mua xe. Và nói chuyện đó đi, tại sao không nói? Cô ta chắc chắn đã tích lũy một khoản nhỏ. Không thể nào trước đây cô ấy đã đưa hết tiền lương cho tôi. Hai người đã sinh được một cô gái ngoan, lấy được đại gia. Thực sao? Không thể nào. Cháu gái của tôi chắc chắn là không làm thế đâu. Ừ, cô ấy là người có phẩm chất và vẻ ngoại hình xuất sắc. Không thể làm điều này được đâu. Ngay cả anh chàng quê mùa mà cô ấy kết hôn cũng gặp khó khăn khi mua một chiếc lốp xe. Mà còn nói về việc mua xe nữa. Và tôi tận mắt chứng kiến cô ấy cặp kè với anh Lục trong công ty chúng tôi. Câm miệng. Lão già bà dám hét lớn với tôi à? Cô dám bắt nạt bà tôi à? Cô dám bắt nạt bà tôi à? Tôi sẽ tát cô một trận. Naka. Cháu. Để bà nội nhìn cháu kỹ. Này sao cháu lại sụt cân nhiều thế? Chịu khổ lắm rồi. Bà nội cháu rất khỏe. Nhanh chóng nói chuyện chính đi. Tôi không có thời gian để xem các người đóng kịch nỗi đau này đâu. Có chuyện gì nghiêm trọng? Tại sao cô lại ở nhà tôi? Tại sao tôi lại ở nhà cô? Vậy hãy hỏi bố mẹ cô đi chứ. Chú của cô ấy là Giang Đại Sơn đó. Trước đây chúng tôi đã vay tiền của cô ấy. Nhưng chỉ cần cô ấy đồng ý thảo luận với Giang Đại Sơn, họ hứa sẽ không truy cứu gì cả. Đúng đúng đúng, còn có chiếc xe của con hãy cho em trai. Hóa ra chính cô làm điều đó. Là tôi. Vậy thì sao? Chẳng có ích gì khi nói với tôi về vấn đề này. Mọi thứ đều bị đảo lộn. Xem tôi có đáng chết cô không? Dừng lại đi. Naka. Bà nội có điều muốn nói với con. Bà nội. Ngay cả con cũng là một đứa trẻ. Đừng trách bà. Bà muốn nói với con một sự thật. Con. Con không phải là con ruột của gia đình cố. Vì vậy, anh không cần phải lo lắng về những ràng buộc huyết thống của gia đình cố. Hãy làm theo những gì trái tim con muốn làm. Cái gì? Người phụ nữ này không phải con của gia đình cố. Mẹ. Đừng gọi tôi là mẹ. Tôi không có đứa con như hai người. Naka. Đi đi. Từ giờ trở đi, sẽ không còn mối liên hệ nào giữa gia đình này nữa. Bà nội. Đi đi, đi. Cô Naka không thể làm cha mẹ cho cô nữa. Dù sao đã nuôi cô suốt nhiều năm, làm sao cô có thể lòng dạ lạnh lùng như vậy? Đúng. Cô không thể vô tâm như vậy. Đúng. Tôi sẽ chu cấp cho hai người khi về già. Nhưng vấn đề của Giang Đại Sơn là vi phạm pháp luật. Tôi không thể làm gì được. Bà nội chúng ta đi. Cô không được phép rời đi. Cậu buông ra. Bà nội, 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 bà nội. Đừng lo, bà nội nhất định sẽ ổn. Tất cả đều tại vì tôi. Tôi nghĩ tôi có thể giải quyết được mọi thứ.
tôi đã có thể đồng ý với điều kiện của họ mà. Không phải lỗi của em đã làm tốt rồi. Bệnh nhân đã tạm thời thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Naka. Em đã tỉnh rồi. Bà nội không sao cả. Tôi muốn đi gặp bà nội. Cha mẹ nuôi của em ở đâu? Đừng bận tâm. Hãy để bà nội quyết định. Bữa tiệc tối hôm nay em sẽ không tham gia, nghỉ ngơi tốt nhé. Tôi đi. Ban đầu tôi không muốn trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng khi mà con rắn và con chuột trở nên ghê tởm và quấy rối, hình phạt tốt nhất dành cho chúng là trực tiếp giết chúng. Cô có phải là con của gia đình Giang không? Đẹp quá. Bộ đồ này thật sự đẹp. Hôm nay chắc chắn cô Naka không có thời gian đến. Tôi nhất định phải thu được sự chú ý của Lục Tổng. Vãn Tâm. Sao anh lại đến đây? Tôi thấy trên bàn cô có lá thư mời. Nên tôi nghĩ tới đây giao lưu và kết bạn. Vãn Tâm. Cô không có ý định đưa tôi đi cùng phải không? Làm sao có thể? Bây giờ chưa phải là lúc để chia tay. Đi thôi. Lục Tổng đến đây à? Ngoài Lục Tổng ra ai còn có thể có đẳng cấp như vậy? Làm sao là cô ấy? Lục Tổng giờ đã có bạn gái. Là con gái nhà nào đây? Quá đẹp. Người của Lục Tổng thật là khác biệt. Phải, Vãn Tâm, chúng ta có nên tránh vào đấy không? Sợ gì, chỉ có người đó đáng sợ thôi. Naka một phụ nữ đã kết hôn, cô đến với tổng giám đốc đây, tình huống quan trọng như vậy. Vậy thì đừng lộn xộn, em đã quên chuyện xảy ra lần trước sao? Chả muốn nói với anh. Đi nhờ một chút. Tôi đi trước, em vào trong nghỉ ngơi, tìm một nơi để nghỉ ngơi chút, đi đi và tôi đợi. Cô gái này, cô là người nơi nào vậy? Có vẻ quý phái lắm đấy. Cô mới trở về từ nước ngoài phải không? Anh Lục mới vừa trở về nước, đất nước ngoài thì như thế này đấy. Ôi, đây không phải là cô Naka, một nhà thiết kế trẻ của công ty Phong Hoa. Cái gì? Thật sự là một nhà thiết kế của công ty Phong Hoa, nếu không phải do hợp đồng này tiến triển suôn sẻ, Lục Tổng làm sao chọn cô làm bạn gái của mình? Để cô làm đồng hành tại sự kiện quan trọng này. Vậy là thế à? Cô quá đẹp. Cô Naka, cô ấy đã kết hôn rồi. Thật đáng tiếc. Chú ý viên trái tim kim cương trên cổ của cô cố. Thật giá trị vô cùng. Tập đoàn Nam Trạch, Trần Sở Sở, cô Naka. Hóa ra cô là người họ Trần. Cô biết tôi. Tất nhiên rồi. Cô là nhà thiết kế trẻ tài năng và là cổ đông trẻ nhất của gia đình Trần. Tôi không ngờ ngay cả ngoại thương cũng có thể nổi bật đến vậy. So với cô gái này tôi còn kém xa. Đúng là Trần tiểu thư cô giỏi quá. Tôi không thể so sánh với cô ấy, đó là điều tự nhiên. Và làm sao có thể là viên kim cương trên cổ cô? Theo như tôi biết, viên kim cương trên cổ cô đang trưng bày tại Paris và không bán ra bên ngoài. Thông tin của bạn có vẻ lạc hậu. Viên kim cương được đại gia bán đấu giá với giá cao vào tuần trước.
Viên kim cương được đại gia bán đấu giá với giá cao vào tuần trước. Dựa vào kiến thức của tôi về đồ trang sức, viên kim cương trái tim trên cổ cô cố thực sự là một tác phẩm quý giá. Không thể làm cho tổng giám đốc Lục chi tiêu ít. Nhưng đây là một món trang sức giá vài chục triệu. Làm sao có thể nói là tặng đi như chơi. Hãy đừng nói đến tôi nữa nhé. Cô Giang hôm nay sao không đeo dây chuyền nhỉ? Ồ, tại vì dạo này tôi đã quên mất. Đều là lỗi của tôi, mấy hôm trước đã vô tình làm hỏng chuyện của cô. Hình như có chuyện gì. Ở đây có con ruồi. Cô Trần, tại sao chúng ta không ra CHOC khác nói chuyện nhỉ? Cô thế nào? Tôi ổn Lục Bắc Hoài, lâu ngày không gặp. Lần đầu tiên tôi thấy bạn quan tâm đến một người như vậy. Lục Bắc Hoài lâu quá không gặp. Lần đầu tiên tôi thấy bạn quan tâm đến một người như vậy. Hai người quen nhau. Năm xưa tôi và Bắc Hoài là bạn học cùng trường ở nước ngoài đấy nhé. Tôi đã theo đuổi anh ấy đấy. Có những chuyện không cần nhắc lại nữa đâu. Vừa nãy là thế nào đấy? Nếu là do Trần Sở Sở đã làm việc đó, em nói cho tôi biết, tôi ngay lập tức sắp xếp người đưa cô ấy ra khỏi đây. Tại sao thế này? Nhà họ Trần, một gia tộc thế kỷ, ai cũng biết mà. Tổng Lục thậm chí dám làm trái với nhà Trần vì một người phụ nữ, sợ cái gì? Giờ anh ấy là người mới có quyền lực đấy. Dù là nhà Trần cũng không dám thách thức. Có sợ hay không? Nhưng doanh nhân chú trọng vào lợi nhuận. Làm phiền nhà Trần vì một người phụ nữ rõ ràng không đáng đâu. Hóa ra vẫn còn cặp này. Bây giờ mới có chương trình hay, đối thủ tình cảm xuất sắc như thế, cô ấy chắc chắn không bỏ qua anh ta đâu. Không phải cô ấy, ngược lại là cô ấy bảo vệ tôi. Cô ấy rất tốt, cậu cũng vậy. Nhưng cậu đừng trách tôi, nó không thể cuốn trôi tâm trí của tôi đâu. Thủ phạm thật sự. Tự nguyện trình bày đi. Không phải tôi. Người đến đây. Dọn Giang Vãn Tâm ra khỏi đây. Thật sự Tổng Lục không phải là vậy. Tôi là một người vô tội, cô ấy không thích tôi. Cô có điểm nào đáng để cô ấy chú ý đến cô chứ? Bố ơi, cuối cùng bố cũng đến rồi. Họ đều nói xấu và vu oan cho con. Tổng Lục có phải có vấn đề gì xảy ra thế? Con gái tôi hiểu rõ hơn ai hết. Nó chẳng bao giờ nói dối. Ý ông là tôi đang nói dối à? Tất nhiên là cô đang nói dối, ông Lục. Chuyện của cô Naka tôi cũng nghe rồi. Phó Chủ tịch Giang, đừng nói nữa, hãy để ông ấy nói điều đó, tôi muốn nghe nó. Trong miệng của họ, tôi thì ra sao đây? Ông Lục. Tất nhiên cô Naka để đạt được mục tiêu của mình, cô ấy không từ thủ đoạn nào. Trong công ty vẫn có người móc nối với nhau. May mắn thay, đó là một thành công lớn. Thậm chí còn thích thể hiện mình. Rồi sau đó, rồi cô ấy đã kết hôn rồi. Nhưng vẫn công khai tán tỉnh cậu. Tôi biết cô ấy đã kết hôn. Tôi biết cô ấy đã kết hôn. Bởi vì chồng cô ấy chính là tôi. Không thể nào. Không phải con nói cô ấy cưới một người bán lẩu cay sao? Đúng vậy, tôi chính là người bán lẩu cay đó. Người phụ nữ ấy là mẹ chồng cô ấy, tôi không nói dối. Mẹ ơi! Hôm nay công bố tin tức hôn nhân giữa con và cô Naka. Tất nhiên là tôi muốn đến ủng hộ cô Naka. Vãn Tâm! Con muốn giết ta sao? Ông Lục! Thật xin lỗi! Là tôi chưa hiểu rõ tình hình. Những gì cậu nói là đúng. Năm xưa tôi chính là nhờ bán mì cay mà đã có thể gửi Bắc Hoài đi du học. Ông Lục, xin ông hãy tha cho cha con chúng tôi. Ông Lục, xin ông hãy tha cho cha con chúng tôi.
con đường luôn chia rõ ràng với phần thưởng và hình phạt. Giang Vãn Tâm là Giang Vãn Tâm, ông là ông. Cảm ơn, Lục Tổng, tôi chắc chắn sẽ đưa Vãn Tâm trở về và dạy dỗ lại thật tốt. Đứng lại! Giang Đại Sơn là anh em ruột của Ôn ông đúng không? Anh ta tố cáo ông trong tập đoàn Lục lợi dụng vị trí công việc, tham nhũng nhận hối lộ, chuyển lợi nhuận. Ban đầu anh Lục muốn giữ mặt cho ông, sắp xếp mọi chuyện ngoài công ty, nhưng ông lại không biết điều, đây là bằng chứng. Người đến đây, mang ông Giang đi. Mọi người, bây giờ tôi xin giới thiệu chính thức với mọi người. Đây là vợ tôi Cố Naka. Chị gái, giữ an toàn, cậu làm sao lại ở đây? Cô thích Lục Bắc Hoài phải không? Tôi có thể giúp cô. Tôi có thể giúp cô. Làm sao cậu có thể giúp tôi? Nếu tôi nói cho cô biết rằng tôi chính là người yêu cũ của Cố Naka, thì cô ấy chọn người rất đúng đắn. Cuối cùng cô ấy đã lấy Lục Bắc Hoài. Kẻ thù của kẻ thù là bạn bè mà. Anh chỉ là một con chuột trong cống thôi. Làm bạn với tôi anh có đủ tư cách không? Đừng gọi tôi là chị. Tôi không có kiểu người như anh. Đừng ngốc nghếch. Chỉ có một mình cô là chẳng có cơ hội. Ngày trước mẹ cậu đã đánh thuốc mê bồ tôi ngay từ đầu để có được cậu. Cậu không nghĩ lại áp dụng mánh khóe cũ sao? Tôi không muốn con tôi phải sống dưới danh tiếng của một đứa con ngoại tình. Ở trên thế giới này, đừng quên gia tộc Trần vẫn chưa có người lớn. Có rất nhiều con cháu của gia đình Trần. Nếu cô có sự giúp đỡ từ Lộ Bắc Hoài, chinh phục gia tộc Trần không phải chuyện khó. Vậy nên cậu có thể giúp tôi như thế nào? Cậu muốn gì? Chắc chắn không phải là tình yêu của Cố Naka đâu nhỉ? Tôi muốn một phần cổ phần của gia tộc Trần. Mơ đi. Không biết điều. Thì xem gia tộc Trần, cô có thể chịu được cơn giận của Lục Bắc Hoài không? Chúng tôi đã tìm ra nơi ở của em gái cô. Cái gì? Không biết nữa. Hiện tại người thua cuộc và mẹ bây giờ thế nào rồi? Còn gì để nói, nếu mẹ ông thật sự mất, chúng ta vẫn có thể kiếm được ít tiền. Cô ta hứa sẽ chăm sóc chúng ta khi già. Ôi, đừng làm ổn nữa. Thông tin tài chính nóng nhất, bản tin tức mới nhất vào thứ 6 ngày 14 tháng 11. Chủ tịch Lục Bắc Hoài sẽ xuất hiện công khai một thông tin quan trọng trong tương lai, hóa ra Cố Naka kết hôn với chủ tịch tập đoàn Lục. Chẳng trách cô ấy có tiền để mua một chiếc xe hạng sang. Cố Naka thậm chí còn muốn giấu kín điều này với chúng ta. Cô gái độc ác này, cô ta sợ chúng ta xin tiền cô ta sao? Lần này đã làm tổn thương cả Cố Naka và Lục Tổng. Ôi, bà có sợ rằng cô ấy sẽ từ chối chúng ta là gia đình không? Con có địa chỉ của bệnh viện của bà. Đi, đi đến bệnh viện. Mắt tôi luôn nhảy. Tôi muốn đến bệnh viện gặp bà. Đi đến bệnh viện. Chúng tôi cần chuyển đến bệnh viện khác. Chúng tôi đã được Lục Tổng chỉ đạo rằng không được di chuyển bệnh nhân này đi đâu. Trò đùa gì thế? Đây là mẹ tôi. Tại sao tôi lại không được đưa đi? Đợi một chút, tôi sẽ hỏi hướng dẫn.
người đâu rồi? Các người hãy dừng lại. Chúng tôi chỉ muốn chuyển bà của con đến một môi trường tốt hơn thôi. Bệnh viện này là một trong ba bệnh viện hàng đầu của cả nước. Phòng bệnh là phòng đặc biệt cấp độ cao. Bác sĩ là những bác sĩ nổi tiếng trên toàn thế giới. Con có thể tìm được nơi tốt hơn nơi này không? Anh rẻ à? Chúng tôi sẽ đón bà về. Chúng tôi muốn tự chăm sóc. Một người như cậu chỉ biết đến ăn mặc và sống trong sự sung túc. Từ khi nào cậu biết cách chăm sóc bà, tôi sẽ nói thẳng. Chúng tôi đến chỉ để yêu cầu cô đưa tiền. Tôi sẽ nói thẳng. Chúng tôi đến chỉ để yêu cầu cô đưa tiền. Tại sao tôi lại phải đưa tiền cho các người? Chồng cô là chủ tịch của tập đoàn Lục. Chúng tôi đều biết rồi. Cô có thể mua bao nhiêu căn hộ cho em trai mình, rồi lại mua thêm một chiếc xe khác, sau đó lại cho anh ấy vài chục triệu. Điều này là những gì một người chị nên làm. Nhưng anh ta không phải là em trai tôi. Anh ta chưa bao giờ coi tôi như là chị gái. Cô. Dù sao thì cô không đưa tiền cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa bà đi ngay hôm nay. Còn việc bà ấy sẽ sống hay chết sau này, đó là chuyện của chúng tôi. Cô không có quyền can thiệp. Cố Hà Nguyên, nghe tôi nói này. Ông nói chuyện có phải là ngôn từ của con người không? Đầu tiên là ép tôi trong một cuộc hẹn hò mù quáng. Bây giờ ông lại đe dọa tôi với bà. Nhưng bà ấy là mẹ của ông đó. Thôi nói nhiều làm gì, đưa tiền cho tôi. Đưa tiền cho tôi, đừng để họ đưa bà đi. Hạ Nghị, bắt đầu làm. Vâng. Các người làm gì vậy? Thả tôi ra. Cô Naka, tại sao lại làm điều này với chúng tôi? Tôi đã làm việc vất vả nuôi cô lớn suốt nhiều năm qua. Cô nên bỏ tiền ra để trả tiền cho chúng tôi. Naka, con đợi một chút. Naka, con đợi một chút. Mẹ. Cuối cùng mẹ cũng tỉnh rồi. Nếu không chắc chúng tôi đã chết rồi. Mẹ ơi, nhìn con này, hãy đến gần hơn mẹ nhé. Chắc chắn phải nhìn kỹ. Mẹ, kẻ động lòng đen tối này. Tại sao cậu lại đẩy tôi ngã và để tôi chết? Con luôn muốn đến chăm sóc mẹ. Mẹ nhìn xem, cô gái chết tiệt đó cứ cố ngăn cản con. Ngay bây giờ mẹ đã thấy rồi đấy, cô ta còn muốn rời khỏi đây nhanh chóng mà. Mẹ, tôi đã tỉnh từ lâu. Tôi nghe thấy tất cả những gì cậu đã làm. Naka, con đã làm điều đúng đắn. Con không nợ họ bất cứ điều gì, không cần trả tiền cho họ. Bà ơi, chúng tôi sẽ quay về và kiểm tra sức khỏe trước nhé. Được. Con không ngờ bà lại giống hệt Naka như vậy. Tôi mới là cháu trai ruột của bà ấy mà. Cô ta nên trả tiền cho tôi. Bây giờ con sẽ làm sao với đám cưới của mình? Xin hỏi, đây có phải là nhà của bà Lý Nguyệt Hoài không? Cô đến với gia đình tôi có chuyện gì? Nghe nói gia đình bà đã từng nhặt được một đứa trẻ trước đó. Tới đây để gặp cô Naka, cô gái chết tiệt đó. Nếu mà cô được tìm thấy và đưa về, ai sẽ chu cấp cho chúng ta khi về già? Không, chúng tôi chưa từng nhặt được đứa trẻ nào. Không có đứa trẻ nào được đón. Chúng tôi chỉ có hai đứa con, cả hai đều là con ruột của chúng tôi. Vậy thì có thể tôi gặp bà Lý được không? Không, thuận tiện bà ấy đang nằm viện. Vậy à? Chúng tôi sẽ quay lại vào một ngày khác nhé. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu bạn có bất kỳ thông tin nào về đứa trẻ đó hãy liên lạc ngay với tôi. Tôi sẽ hậu tạ nếu có. Rất biết ơn. Tập đoàn Trần. Cô đến từ gia đình Trần. Lương hàng tuần mà bạn nói là bao nhiêu? Đó là một cam kết của gia đình Trần. 10 triệu. Chắc chắn có thể kéo dài được như vậy à? Điều kiện là chúng ta phải tìm ra người con gái thực sự của gia đình Trần. Nếu tìm thấy thì sao? Nếu tìm thấy, tôi có thể trả 2.000 triệu như một lời cảm ơn.
200 triệu, nhanh chóng đồng ý đi. Dù sao thì cũng có thể nhận được tiền. Tôi sẽ dẫn cô đến tìm kiếm. Một gia đình như cô có thể giáo dục ra một đứa trẻ tốt như thế nào? Con cái của gia đình Trần dù có thế nào đi chăng nữa cũng không thể ở bên ngoài được. Điều này là một niềm khắc khoải của bố mẹ tôi. Ngoài ra tôi nghe nói về vợ của anh Lục. Cô ấy chỉ là người nông thôn nhỏ nhoi mà thôi, nhưng cô ấy lại rất kiêu ngạo. Nhưng xin đừng nói nữa. Tiểu thư, có thể tôi nhìn lầm nhưng chiếc xe kia dường như là của ông Lục và vợ ông ấy. Các người không được phép vào. Dám từ chối bệnh nhân một cách trắng trợn như thế, bệnh viện nào có quyền lực lớn đến vậy? Trưởng khoa của tôi nói, từ bây giờ ba người họ nhất định không được phép vào. Nếu không chúng tôi sẽ bị đuổi việc. Hãy mời trưởng khoa ra đây, nếu không thì thôi chúng tôi sẽ không vào. Cô tự mình vào xem đi. Đưa cho tôi 200 triệu trước. Được rồi, tôi sẽ xử lý. Con có vẻ không khỏe phải không? Hãy nhanh chóng vào tắm đi, rồi đi đến nơi thoải mái nhất. Đi đi, được rồi. Mẹ con sẽ từ chức. Chẳng phải đi ăn mừng gì cả. Ngay cả khi từ chức cũng phải trông thật đẹp. Bác Hoài đã đi làm rồi, ngồi lại và đợi để đón con sau. Ừm. Không có vấn đề. Đây là vợ chủ tịch Lục, những đặc quyền này là cô xứng đáng nhận. Cô Naka, cẩn thận. Cô Naka này cũng xứng đáng phải chết. Cô Naka, cẩn thận. Dù anh có cố gắng như thế nào, Naka cũng không thèm nhìn cô, nhân viên bảo vệ. Cô có sao không? Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Cô ấy đúng là một người phụ nữ tàn nhẫn. Naka. Naka. Chúng ta nói chuyện nhé. Chúng ta không có gì để nói cả.
bây giờ muốn hợp tác với tôi không? Cô có chắc chắn muốn đến công ty của cô Naka không? Cô Naka rất có thể là em gái của tôi. Hiện tại, cô có muốn hợp tác với tôi không? Trần Chí, cậu định làm gì vậy? Muốn hợp tác với cô thôi. Cậu đang làm gì thế? Thả cô Naka ra nhanh chóng. Tại sao bây giờ cô vẫn nói thay cho cô Naka? Cậu biết, Lục Bắc Hoài tức giận thì đó không phải là điều cậu có thể chịu đựng được. Đây là điều tôi cũng muốn hỏi cô. Lúc đó Lục Hoài Bắc biết tôi là người họ Trần, họ sẽ tấn công tôi một cách bừa bãi chứ. Cậu thật điên rồi, anh muốn làm gì? Hẹn gặp lại. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô. Cố Nam Ca ở đâu? Lo lắng như vậy. Cho tôi biết kế hoạch của anh đi. Ngủ với cô ta. Ngủ với cô ấy anh không sợ Lục Bắc Hoài tức giận mà giết anh à? Lỡ như cô ấy tự nguyện thì làm sao? Tôi đã sẵn sàng khiến cô ta ngoan ngoãn. Trần Chí, anh thật đáng khinh. Một người đàn ông vĩ đại phải tàn nhẫn. Dù sao nếu Lục Bắc Hoài tức giận ly hôn với Cố Nam Ca tôi cũng không chắc có khả năng cưới được anh ta. Thà rằng hãy thả cô ta đi trước đi. Được đấy. Vậy thì cứ tùy vào khả năng của mấy người đi. Tôi sẽ giết chết các người. Làm sao có thể? Sao cô lại đỡ thay cho cô ta? Cô ấy. Cô ấy là em gái của chúng tôi. Người đâu? Nhanh lên mau tới đây cứu mạng. Nhanh lên, người đâu? Các người đã lừa dối tôi. Các người đã lừa dối tôi. Nhanh lên, người đâu rồi? Nhanh, nhanh lên cứu cô ấy. Nam ca. Sở sở của tôi. Là Nam ca phải không? Chắc chắn là con gái của chúng ta rồi, giống anh khi trẻ lắm đấy. Con gái của tôi. Cuối cùng cũng gặp được con rồi. Ba mẹ mau về nhà thôi, con muốn ăn sườn xào chua ngọt và con muốn ăn cá kho. Ừ được thôi, muốn ăn gì mẹ sẽ nấu cho con cả, miễn sao cơ thể con khỏe mạnh. Cố tiểu thư đúng thật là con của hai người. Cảm ơn con sở sở. Đây là gia đình Trần chúng ta nợ cô ấy. Nhất định phải bù đắp lại đấy. Nhưng Trần Chí, Trần Chí đã bị bàn giao cho cảnh sát xử lý rồi. Trần Chí không phải con của gia đình Trần đâu. Tôi đã làm kiểm định một cách âm thầm. Ôi trời, quá tốt rồi. Chúng ta hãy đến công ty tìm Nam Ca đi. Xin
Xin chào. Chị Ngải Mễ đã lên tiếng rồi, ai dám quan tâm đến cô ấy? Dù là phu nhân chủ tịch thì làm sao, chị Ngải Mễ nói. Chỉ những gia đình có mối quan hệ chặt chẽ, khi đó chúng ta mới có thể tiếp tục duy trì. Xin chào, tôi là Ngải Mễ, giám đốc điều hành của tập đoàn Lục. Cố Nam Ca. Nếu không phải vì anh Lục, thì tôi căn bản chẳng cần phải nói chuyện với cô đâu. Vậy thì cảm ơn Ngải Mễ tiểu thư đã đặc biệt từ xa đến đây để gặp một người nhỏ bé như tôi. Đây là bảng báo cáo của tập đoàn Lục trong quý này, cô tổng hợp gửi lại cho tôi sau nhé. Sao thế, có vấn đề gì à? Không vấn đề gì cả. Miễn là có tôi ở đây một ngày nào đó, tôi sẽ không để ai rời đi. Ngay cả phu nhân của anh Lục cũng thế. Tiểu Lý đưa Cố tiểu thư đến bàn làm việc. Chờ đã. Những tài liệu này là chị Ngải Mễ chuẩn bị cho cô đấy. Dẫn tôi đến gặp cô ấy đi. Đừng cố gắng thách thức chị Ngải Mễ. Nếu cô ấy đang nghĩ vì công ty mà làm, tôi sẽ chấp nhận toàn bộ. Nhưng nếu chỉ để gây khó khăn cho tôi, thì xin lỗi. Nếu không làm được thì đi về nhà cho tôi. Làm tốt vai trò của Lục phu nhân, sau cùng trở thành một con chim hoàng yến. Điều đó cũng là ước mơ của nhiều người đấy. Hãy đưa tôi thông tin thật. Tôi sẽ hoàn thành công việc của mình. Đây là dữ liệu thực sự đấy. Lui xuống đi. Tôi bảo cô ra ngoài. Đưa cho tôi thông tin thật. Cô có bản lĩnh gì mà đến đây la hét với tôi? Được. Tôi đã đánh giá thấp cô rồi. Tại sao cô lại vội vã như vậy để chứng minh bản thân? Cô tự ti đến mức nào thế? Nhưng đó cũng là điều bình thường. Với gia đình cô thì chẳng xứng đứng trước mặt Lục Tổng như vậy đâu. Anh biết Cố Nam Ca ở đâu không? Cố Nam Ca đang ở văn phòng của chị Ngải Mễ, hai người chờ chút nhé. Chúng tôi sẽ qua ngay. Tôi đến Lục Thị để làm việc. Tất nhiên cũng là vợ của anh ấy. Đối với người như cô thèm muốn chồng tôi chân thành chia buồn. Cô nói gì đấy? Cô chia buồn. Cô càng tức giận, càng chứng minh mối quan hệ của cô và chồng tôi là trong sáng. Cô chứng minh cho tôi xem, thực ra là đang chút giận cho sự bất lực của cô. Tôi đến Lục Thị, chỉ muốn làm việc chăm chỉ, không muốn để Bắc Hoài rơi vào tình cảnh khó khăn. Nếu tôi thật sự không phù hợp với công việc này, tôi sẽ tự rời đi. Đưa cho tôi thông tin thật. Cô thật sự nghĩ rằng cô có tư cách đứng bên cạnh Lục Tổng sao? Đừng mơ nữa. Nhặt lên đi. Đừng có mơ. Trần Tổng, Trần Phu Nhân, sao hai người lại đến đây? Ngồi đây đi. Trần Tổng, Trần Phu Nhân, sao hai người lại đến đây? Ngồi đây đi. Nam Ca có chuyện gì vậy? Có người làm khó con à? Trần Tổng, hai người quen nhau sao? Nam Ca là con của chúng tôi. Trần Tổng, ông có phải là nhầm rồi không? Làm sao có khả năng đó chứ?
Bố của cô ta là Cố Hà Nguyên, chẳng qua chỉ là một tên nghiện rượu. Mẹ anh là Lưu Tần Tuyển, chẳng qua chỉ là một bà nội trợ. Cô ta còn có một em trai, chẳng qua chỉ là một gã lang thang không có việc làm chính thức. Người như vậy, Trần Tổng ông chắc chắn nhầm lẫn rồi, làm sao cô ta có thể có liên quan đến gia đình ông? Chú? Gì à? Con thật sự là con của chúng ta. Ngài Mễ rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Trần Tổng. Lục Tổng anh đến rồi à? Trần Tổng ông tin tôi đi. Ở đây có chắc chắn có một số hiểu lầm. Vậy cô có ý là Nam Ca cố ý làm hỏng dữ liệu này? Để làm khó cô à? Lục Tổng anh biết mà. Tôi chưa bao giờ nói dối. Lục Tổng khi chúng tôi đến, rõ ràng thấy Ngài Mễ đang làm khó Nam Ca. Nam Ca đừng sợ. Yên tâm, gia đình họ Trần chưa từng sợ ai. Dám đổ nước bẩn lên người con. Mẹ là người đầu tiên không đồng ý. Đây mới thật là sự quan tâm của cha mẹ, đúng không? Lần đầu tiên mình cảm nhận được. Con gái đừng khóc. Có ba mẹ ở đây. Ngài Mễ. Cô theo tôi bao lâu rồi? Từ khi sáng lập công ty đến bây giờ, tổng cộng 7 năm. 7 năm. Đã đến lúc rời đi rồi. Hãy tin tôi. Tôi chọn tin vào vợ tôi. Anh muốn tôi rời đi. Tại sao? Tại sao ư? Cô ấy sẽ không. Cuộc đời này tôi chỉ yêu mỗi vợ tôi. Và tôi nghĩ cô hiểu rồi. Phải tin vào một người ngoài với tin vào vợ tôi. Cô nghĩ tôi sẽ chọn cái nào? Ngài Mễ. Lựa chọn rời đi hay chấp nhận sa thải? Cô cũng chọn một cái đi. Chờ đã. Dường như Chúa muốn chúng ta ở bên nhau. Nhà Lục và nhà Trần có vẻ rất hợp nhau đúng không? Thật là cậu bé biết điều. Xin lỗi vì đã làm em khó xử. Cố tiểu thư bà của cô mất tích rồi. Bà của em, không lẽ bà bị cha mẹ nuôi của em bắt đi rồi? Anh luôn theo dõi họ, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Em biết rồi. Chúc mừng đám cưới. Chúc mừng đám cưới. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Bà về rồi. Ôi, con trai bà không phải đưa bà vào thành phố hưởng thụ sao? Hưởng thụ với con trai kiểu gì? Chết đói mới đúng. Cô cháu gái của bà, không phải tốt nghiệp đại học danh tiếng à? Tại sao nó không về thăm bà? Cô ấy bận làm việc. Ôi giời, đi đại học có tác dụng gì chứ? Không phải cuối cùng vẫn làm công việc thường ngày sao? Bà xem cô gái béo cuối làng phía đông. Cô ấy đã lấy chồng thành phố. Tôi nói cho bà biết, những ngày làm đám cưới có tới 5 chiếc xe sang. Họ đã đi thưởng thức mỹ vị cuộc sống đấy. Những người hạnh phúc thường như vậy. Cuộc sống Nam Ca của tôi rất tốt. Tốt, hạnh phúc, ha ha. Không phải vẫn ở đó làm công nhân vặn ốc đấy chứ? Ấy, mọi người nhìn xem, không phải là cái cô béo quay về đấy chứ?
Bà ơi, tại sao bà về mà không báo trước cho con? 5K. Con tìm thấy gia đình mình chưa? Đừng liên lạc với gia đình cô nữa. Bà ơi, bà nói gì thế? Ôi! Người này có phải Nam Ca không? Ừ, trông giống thật. Có nhiều xe sang vậy. Như trong phim truyền hình vậy. Tôi đếm xem. Ôi trời! Nhiều hơn cả chiếc xe đón dâu. Ôi chao nha đầu! Cô phát tài rồi à? Nam Ca! Anh ấy có phải bạn trai của cô không? Gì à, đây là chồng con. Wow, trông cậu ấy thật đẹp trai. Tôi đã nói rồi, chồng của cô ấy chắc chắn là làm to mà. Ai mà đỗ nhiều xe vậy? Đừng nói lời thô tục như thế. Chúng ta là hàng xóm mà, đường còn rộng mà phàn nàn. Bạn không có tay à? Nhanh chóng đưa cái xe của mấy người đi đi. Gì à? Do con vội quá. Không nghĩ đến tình huống này. Vội vàng cái gì, nhanh chóng cho xe đi đi. Đi. Đối với người phụ nữ như này, dùng cách dân dụ là không được. Mau về nhà thôi. Cố Đại Hoa, nếu cô dám nói xấu cháu gái tôi một lần nữa, tôi xem có đánh chết cô không. Ừ. Bà là ai mà dám đánh mẹ tôi? Mẹ ai dám làm việc này? Con giúp mẹ đánh lại. Lục, Lục Tổng. Làm sao lại là Lục Tổng? Đây là Lục Tổng của tập đoàn Lục Gia và vợ anh ấy. Lục Tổng chào anh, tôi là nhân viên của chi nhánh Lục Gia. Tôi là Tiền Chí Viễn đấy. Nam Ca, tôi xin lỗi. Làm ơn đừng để ý đến mẹ tôi. Không có gì, chúng ta là hàng xóm. Đi, chúng ta đi vào trong nhà nhé. Lục Tổng, tập đoàn Lục Gia, lớn hơn chức vụ của trưởng thôn. Hai người thì hiểu cái gì? Tôi nói cho bà nghe, tôi đã nghe nói, công ty Lục Gia là công ty giàu nhất và có nhiều tiền nhất ở thành phố. Nhà của cố gia quả là có phước rồi. Tin tài chính nóng nhất ngày 24 tháng 11, bản tin mới nhất vào ngày thứ 6. Chủ tịch Lục Gia, Lục Bắc Hoài, sắp tới sẽ chính thức cưới con gái nhà họ Trần. Cố Nam Ca, cô ấy là con gái nhà họ Trần. Cô ta là con của nhà họ Trần thì sao chứ? Mày quên cái tên họ Giang đó đã ra sao rồi à? Cố Nam Ca, cô có chấp nhận người đàn ông này làm chồng của mình không? Kết hôn với anh ấy? Không phân biệt bệnh tật hay sức khỏe. Không phân biệt nghèo hay giàu hoặc bất kỳ lý do nào khác. Cô sẽ yêu anh ấy, chăm sóc anh ấy. Tôn trọng và chấp nhận anh ấy, luôn trung thành với anh ấy. Cho đến khi hết đời.
tôi đồng ý. Lục Bắc Hoài, anh có chấp nhận người phụ nữ này làm vợ của mình không? Kết hôn với cô ấy, không phân biệt bệnh tật hay sức khỏe. Không phân biệt nghèo hay giàu hoặc bất kỳ lý do nào khác. Anh sẽ yêu cô ấy, chăm sóc cô ấy, tôn trọng và chấp nhận cô ấy, luôn trung thành với cô ấy, cho đến khi hết đời. Tôi đồng ý. Ông có chấp nhận giao người con gái quý giá của mình, giao cho người đàn ông này không? Tôi đồng ý. Tôi tin rằng họ sẽ hạnh phúc và yêu thương nhau suốt đời. Còn mọi người có sẵn lòng chứng nhận cho lời hứa hôn nhân của họ không? Tôi sẵn lòng. Bây giờ hãy trao nhẫn cưới cho nhau. Cố Nam Ca, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt, thật tuyệt vời. Tôi sắp khóc rồi. Quá hợp nhau. Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu rồi.